Baby bus. Sách học lớp. Xếp theo kích cỡ. Đặt món quà vào chiếc hộp phù hợp. Lắc lư trong vui vẻ. Số 3 trông giống như tai người lắng nghe. Số 4 trông giống như một lá cờ trong không trung. Số 5 trông giống như một cái móc cong. Số 6 trông giống như một chiếc còi của trọng tài. Số 7 trông giống như một chú chim với cái mỏ. Số 8 trông giống như một bầu rượu tròn. Số 9 trông giống như cái thìa. Số 10 trông giống như một con ốc sen đang bò. Bánh ú hình tam giác. Xúc xắc hình vuông. Hộp sữa hình chữ nhật. Bong bóng hình tròn. Bánh quy hình ngôi sao. Quả đào hình trái tim. Hãy
nhận biết màu sắc. Lấy tổ tranh và khám phá xem đó là tranh gì. Màu cam. Củ cà rốt màu cam. Màu đỏ. Chúng ta đã cướp giảm tất cả đồ chơi. Bạn giật tuyệt.